Cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống này là một trong 88 đơn vị thành viên của hợp tác xã sản xuất thuộc làng nghề chế biến nước mắm Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Vào năm 2016, sau quá trình làm hồ sơ xây dựng quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu tập thể, hợp tác xã đã được thẩm định cấp văn bằng nhãn hiệu tập thể. Thì khi được cấp nhãn hiệu tập thể thì trách nhiệm của các hộ gia đình và các làng nghề là luôn luôn coi lấy cái thương hiệu đó đảm bảo uy tín, coi không làm sai lệch những các cái lượng thông tin trong quá trình sản xuất, thì luôn luôn lấy cái an toàn thực phẩm làm chính. Mỗi năm cung cấp cho thị trường là khoảng từ 1 triệu đến 1,2 triệu lít. Tôm nõn được người dân xã Diễn Ngọc thu mua và chế biến từ sản phẩm của ngư dân đi biển khai thác. Sản phẩm có tên thương hiệu chính thống từ năm 2017. Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận cấp nhãn hiệu tập thể. Theo một số thành viên thì việc tập hợp dưới một tên gọi chung cho một sản phẩm có ý nghĩa và tạo thuận lợi để sản phẩm được vươn xa hơn. Bây giờ là thương hiệu có rồi, rồi doanh nghiệp cũng có rồi. Tôi làm sản phẩm đi cũng lâu rồi mà cũng có uy tín. Nói chung là có uy tín là các từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Hiện nay là cái tôm nhãn hiệu tập thể thì có 23 thương hiệu sản xuất kinh doanh, nhưng mà thu gom lại một nơi, đó là nơi của bà Đa Thị Kiều Anh, để gom toàn bộ các cơ sở vào bình quân mỗi một tháng thì một cơ sở là từ 3 cho đến 5 tấn. Nghệ An hiện có 32 doanh nghiệp hợp tác xã làng nghề xây dựng được nhãn hiệu tập thể. Làng nghề đã là một tập hợp của những hộ cùng sản xuất chế biến một dòng sản phẩm. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà quản lý, thì khi có nhãn hiệu tập thể, các đơn vị sẽ xác lập được quyền khai thác và bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ sản phẩm của mình. Về cái bảo hộ tài sản trí tuệ mà ta hay nói là bảo hộ cái nhãn hiệu ấy, thì ở Nghệ An này của ta đang rất thấp so với nhiều tỉnh. Ví dụ như ta bây giờ hiện tại có khoảng 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động, mà hiện tại ta mới có là 1.779 cái nhãn hiệu được đăng ký và bảo hộ, 32 nhãn hiệu tập thể và 9 cái nhãn hiệu chứng nhận. Như vậy là cũng đang ít. Tại Nghệ An, nhãn hiệu tập thể được bảo hộ và đang được đăng ký bảo hộ đều là những sản phẩm đặc sản truyền thống của các địa phương. Để phát triển kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, theo Cơ quan Quản lý Tư vấn Khoa học Công nghệ, thì các hiệp hội làng nghề cần xây dựng cho mình quyền bảo hộ sản phẩm bằng nhãn hiệu tập thể, khẳng định thương hiệu, tránh những rủi ro trong kinh doanh.